Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Margin ATM, nơi chia sẻ các kiến thức về trading margin trên các thị trường crypto, forex và stocks. Đây là video đầu tiên trong chuỗi video về copy trade. Ok, chủ đề copy trade thì được cộng đồng chúng ta bắt đầu quan tâm từ cuối năm 2019, khi mà các một số sàn giao dịch ví dụ như là Binbond và Let Me Trade họ bắt đầu đưa cái tính năng này vào trên sàn giao dịch như là một cái tùy chọn để người dùng có thể follow các lệnh của các pro trader và kiếm lợi nhuận mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Và các bạn mà với những bạn mà đã biết đến thị trường forex thì copy trade chắc chắn là không còn gì là mới lạ nữa. Tuy nhiên với những bạn mà chỉ trước đây chỉ có tham gia crypto thôi thì có thể là tính năng này sẽ là một tính năng mới. Và trong video này, trong chuỗi video này thì mình sẽ nói về tất cả các vấn đề liên quan đến copy trade, nó là gì và cách chúng ta sẽ kiếm lợi nhuận từ copy trade như thế nào. Đầu tiên, với những bạn mà lần đầu tiên đến với Margin ATM thì các bạn hãy tham gia vào nhóm thảo luận của cùng với team mình là Margin gạch dưới ATM phía dưới này nhé, hoặc là scan mã QR code này thì để mà vào nhóm thảo luận. Thì tại đây thì mình và các anh khác sẽ thường xuyên online để mà hỗ trợ các bạn trong tất cả các vấn đề liên quan đến trading margin. Các bạn mà có thắc mắc về các đồng coin hoặc là việc trading bất kỳ, hoặc là các bạn có những cái nhận định về thị trường thì hoàn toàn có thể post đồ thị của mình lên đây để chúng ta cùng thảo luận và chia sẻ. Và với những bạn mà mới, các bạn chưa biết chọn lệnh long short như thế nào ấy, thì bạn hoàn toàn có thể tham khảo các lệnh mà các admin mình chia sẻ ở đây. Thì các cái tín hiệu này thì hoàn toàn là free, các bạn chỉ cần đăng ký và join vào nhóm Telegram của Margin ATM thôi thì hoàn toàn có thể nhận và tham khảo các cái theo như thế này. Ngoài ra thì các bạn hãy nhấn nút subscribe và nút chuông kênh Margin ATM, thì tại đây mình và các anh đi khác cũng sẽ thường xuyên đăng tải các cái video về nhận định thị trường cũng như là các video về hướng dẫn các sử dụng các sàn giao dịch. Thì các bạn nhấn vào nút chuông thì sẽ các bạn sẽ nhận được cái thông báo khi mà có bất kỳ một cái video mới, và các bạn sẽ không bị bỏ lỡ các cái video ở phía trên này nhá. Rồi quay trở lại với nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay, thì ở video đầu tiên về copy trade mình sẽ giải đáp một số câu hỏi cơ bản như sau. Đầu tiên là copy trade là gì, cái thứ hai là ưu điểm của copy trade, thứ ba là các thông số mà các bạn cần quan tâm trước khi mà chúng ta sử dụng cái tính năng copy trade, và thứ tư sẽ là các cái tips của mình khi mà mình sử dụng để mà follow các pro trader và kiếm lợi nhuận từ copy trade. Trả lời câu hỏi đầu tiên ấy, copy trade là gì, thì thực ra thì mình không có tìm được một cái định nghĩa nó rõ ràng nào ở trên mạng cả. Và cái tính năng copy trade các bạn nhìn thấy thì cũng có thể đoán ra luôn, đây chính là một trong những cái tính năng của sàn giao dịch mà cho phép người dùng có thể sao chép tự động các lệnh của các trader khác, và các trader khác đây thường là các pro trader mà chúng ta tin tưởng. Họ là những người mà có kinh nghiệm và họ có tỷ lệ thắng cao, thì bạn follow các trader đó. Rồi, trong copy trade thì các cái thông số lệnh thì được sao chép một phần theo các pro trader và người dùng, tức là các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh các cái thông số này tùy vào các việc sàn giao dịch họ cho phép chúng ta điều chỉnh các cái thông số đó như thế nào. Ví dụ một số thông số mà phổ biến đó là leverage, tức là đòn bẩy các bạn vào là bao nhiêu, điểm vào lệnh, điểm ra lệnh, entry price hay là close price, SLTB điểm cắt lỗ hoặc là điểm lợi nhuận. Thì cái tính năng copy trade nó cũng không có gì là quá đặc biệt cả. Ở phía dưới này thì mình sẽ nói luôn về cái ưu điểm của copy trade nhé. Với copy trade thì mình thấy rằng nó có hai ưu điểm rất là rõ ràng đối với cả những người followers và những người là pro traders. Thì đầu tiên, những người followers là những ai, thì đây chính là các bạn khi mà các bạn thực hiện đi copy lệnh của các pro trader khác. Các bạn không cần phải tốn nhiều thời gian cho việc là follow cái lệnh mà mình vào, mà đơn giản khi mà chúng ta đã follow cái pro trader rồi ấy, thì tất cả việc điểm vào lệnh SLTB hoặc là cái việc theo dõi lệnh đó như thế nào để mà chúng ta có những cái phản ứng kịp thời, cắt lỗ hay là chốt lời thì hoàn toàn là pro trader họ làm cả. Chính vì vậy với những followers thì các bạn thứ nhất là không mất nhiều thời gian cho việc quản lý lệnh, các bạn đã chốt follow ai rồi thì cứ để cho pro trader đó họ sẽ chủ động làm, và chúng ta sẽ không bị mất thời gian cho việc theo dõi, việc quản lý lệnh. Và chính vì vậy nên là cái tâm lý cho việc giao dịch mình sẽ rất là thảnh thơi,
đúng không? Các bạn biết rằng là cho để mà giao dịch được thành công và kiếm lợi nhuận thị trường thì cần rất là nhiều yếu tố, trong đó mình kể tên được hai yếu tố cơ bản quan trọng. Thứ nhất là các bạn cần phải có kỹ năng. Thứ hai là chúng ta cần phải có tâm lý vững chắc, đúng không ạ? Thứ ba là cả một hệ thống giao dịch nữa. Nhưng nếu mà bạn là một người mới tham gia thị trường hoặc bạn không có thời gian để mà làm tốt cả ba điều đó ấy, thì hãy để các pro trader, những cái người mà trader có kinh nghiệm họ làm thay cho bạn. Thì đấy chính là những cái ưu điểm rất lớn đối với những người mà chúng ta không có nhiều thời gian, không có nhiều kinh nghiệm cho việc trading. Và cái ưu điểm thứ ba nữa khi mà với những người followers chính là cái việc mà chúng ta dễ dàng quản lý được cái portfolio của mình. Tại sao mình lại nói là dễ dàng quản lý được portfolio? Bởi vì là khi mà các bạn theo dõi pro trader một thời gian, các bạn biết được cái khẩu vị. Ý mình ở đây là cái việc pro trader họ cái style chơi của họ như thế nào rồi, thì các bạn sẽ có thể điều chỉnh được việc là chúng ta sẽ quyết định vào bao nhiêu phần trăm vốn của mình cho pro trader đó, và việc này thì rất là đơn giản. Đó. Còn với pro traders, những người mà trader có kinh nghiệm, để chúng ta có thể gửi gắm, chúng ta follow các lệnh của họ, thì họ sẽ có những cái, họ sẽ nhận được cái quyền lợi gì? Thứ nhất đây chính là cái thu nhập từ các profit sharings. Ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ với sàn Let Me Trade nhé. Các bạn vào mục Community này, thì mỗi một đây là cái mục Trade Elite, tức là những cái trader mà họ có kinh nghiệm và họ share các cái kèo của mình ở đây, các bạn hoàn toàn có thể follow. Thì ở phía trên này các nút đang hiển thị là following, thì đây là các nút mà mình đây là các cái pro trader mà mình đang follow, và cái nick, cái tài khoản của mình thì mình đang test thử ha. Các bạn sẽ thấy có một cái mục là profit shares, thì đây chính là được hiểu là cái lợi nhuận mà các bạn sẽ chia sẻ lại cho pro trader đó trên cái công sức của họ bỏ ra. Ví dụ thế này nhé, với Merchant ATM 01 các bạn follow đúng không ạ, với mỗi một lệnh thắng, các bạn mình lấy một ví dụ rằng các bạn thắng được 100 đô đúng không, thì Merchant ATM sẽ được là 15%, tức là tương ứng với 15 đô, còn lại 85 đô là dành cho các bạn followers đó. Thì với những cái pro trader, các bạn có thể hoàn toàn set up và tùy chọn cái profit share như thế này, thì đây cũng sẽ theo mình cũng sẽ là một cái khoản lợi nhuận tương đối với các pro trader mà họ khẳng định được thứ nhất là năng lực của họ, thứ hai là họ có một cái cộng đồng lớn và họ, cộng đồng đó tin tưởng pro trader đó, thì họ hoàn toàn sẽ follow và họ hoàn toàn happy, họ hoàn toàn ok với cái khoản profit sharing đó. Các bạn hình dung này nhé. Với mình thì ví dụ như là Merchant ATM thì mình đang set up là 15%. Tuy nhiên các bạn kéo xuống ấy, thì mỗi một cái pro trader trade elite này họ sẽ set up một cái thông số khác nhau. Tuy nhiên là cái con số lớn hay nhỏ ở đây thì với mình không phải là một cái con số quyết định việc mình sẽ follow ai. Bởi vì sao? Các bạn hình dung là nếu mà một pro trader đó họ chơi tốt đúng không ạ? Thì theo thời gian thì chắc chắn là cái khoản lợi nhuận của bạn khi mà follow cái người pro trader này nó sẽ tăng lên, và kể cả các bạn dành là các bạn bị mất đi, các bạn share cho cái pro trader đó 15%, 10% hay 8% hay là thậm chí là 30% ấy, thì tổng cái lượng lợi nhuận của bạn vẫn tăng theo thời gian. Và cái yếu tố quyết định chúng ta lựa chọn pro trader nào ấy, thì mình sẽ nói ở ngay bên dưới như thế này. Rồi, nói tiếp về cái ưu điểm dành cho các pro trader khi mà sử dụng cái tính năng copy trade, chính là các bạn ấy có thể show được cái năng lực thực sự của mình qua từng lệnh. Tại sao lại như vậy? Với mỗi một cái pro trader đúng không, thì họ rõ ràng là cũng là con người, mà chắc chắn là họ cũng sẽ có những cái lệnh thắng lệnh thua. Tuy nhiên một số bạn followers hoặc là một số bạn trong số chúng ta, đôi khi là chúng ta sẽ thắc mắc hoặc là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là có khi lệnh ăn là show ra, lệnh thua là họ sẽ che đi với các khi mà không sử dụng tính năng copy trade đúng không? Nhưng với copy trade các bạn chỉ cần nhấn trực tiếp vào cái profile của cái pro trader đó thôi, các bạn kéo xuống ý, thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái lịch sử lệnh, thậm chí là các cái điểm mở lệnh, điểm đóng lệnh, hoặc là cái tỷ lệ lời ở pro trader đó, và kể cả cụ thể thời gian từng phút như thế này nữa, thì các bạn chỉ cần kéo xuống và kiểm tra và xem, thì bạn hoàn toàn thấy rằng cái thứ nhất là cái tỷ lệ lời của họ có đều hay không này, hay là các cái cặp lệnh nào họ hay chơi đó, thì từ đấy mình một phần sẽ giúp chúng ta đoán và sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái pro trader đó, họ cái năng lực của họ như thế nào, và pro trader đó cũng sẽ thể hiện được cái năng lực của họ qua từng cái lệnh trade của họ.
Ở cái ưu điểm thứ ba dành cho các pro trader đó chính là xây dựng được hình ảnh và cái lượng fans. Thì cái việc này chính là việc là lượng các followers họ theo dõi, đúng không? Khi mà bạn là pro trader, bạn chơi tốt và bạn bạn tạo được lợi nhuận cho các anh em followers khác ấy, thì rõ ràng là tạo một cái độ trust, tạo cái hình ảnh rất là tốt cho cái brand, cho cái nick pro trader đó của các bạn rồi. Đó, ví dụ như trên Let Me Trade nhé, các bạn vào nút home thì sẽ thấy là đây là ba cái rank của Let Me Trade họ đưa ra. Ví dụ đầu tiên là most popular, tức là cái pro trader mà có lượng follow nhiều nhất, bên cạnh là most follower là lượng có lượng follow nhiều nhất này. Đây là lượng follow, lượng tỷ lệ lệnh thắng nhiều nhất. Đó thì rõ ràng các bạn có thể hình dung hoặc là coi đây là một cái bảng vàng. Và nếu mà chúng ta, các bạn là pro trader, các bạn có thông số tốt thì hiển thị lên đây, thì rõ ràng đây cũng là một cái cách mà thể hiện và khẳng định rằng là cái năng lực thực sự của bạn khi mà share lệnh cho người khác. Rồi vừa rồi là cái ưu điểm mình đã tách riêng ưu điểm cho các followers và cho các pro traders. Vậy thì các thông số gì các bạn cần chú ý khi mà bắt đầu chúng ta copy trade? Thì ở đây mình đã crop một cái hình của Emerging ATM 01. Đây cũng là cái nick mà admin của mình đang quản lý. Và chúng ta sẽ có 6 thông số sau các bạn cần chú ý trước khi mà chúng ta follow bất kỳ pro trader nào nhé. Đầu tiên là yield, thì đây chính là cái tỷ lệ lợi nhuận cộng gộp nhé. Ở đây mình muốn nhấn mạnh rằng đây là lợi nhuận cộng gộp chứ không phải là cái lợi nhuận ban đầu mà pro trader đó bỏ tiền ra. Mình sẽ lấy luôn cái ví dụ cụ thể chỗ này. Chúng ta vào lại mục community phía trên này nhé. Mình sẽ lấy luôn cái ví dụ là Emerging ATM 01 ấy. Thì cái yield ở đây này chính là lợi nhuận cộng gộp của tất cả các lệnh phía trước đó, bao gồm cả lệnh thua và lệnh thắng. Ví dụ hai lệnh gần nhất của mình ở đây là 10.39 và 12.88, đúng không? Thì cái yield đó là sẽ là tính bằng tổng của hai cái lệnh này. Phía dưới là một lệnh âm hay là phía dưới là một lệnh dương nào đó thì cũng cộng gộp lại tất cả. Thế nên là cái yield này nó thể hiện được cái lượng profit, thể hiện được một phần cái lượng profit. Tuy nhiên đây sẽ không phải là cái yếu tố duy nhất quyết định rằng là chúng ta nên lựa chọn cái follow, lựa chọn cái pro trader đó hay không. Mình lát nữa thì mình sẽ được chia sẻ các tips mà mình sẽ chọn, mình sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí nào để mà lựa chọn được pro trader. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thông số thứ hai, chính là BW win. Thì với đây chính là cái tỷ lệ thắng trong 3 tuần gần nhất của pro trader đó. Ở đây mình comeback lại và mình sẽ kéo một lượt các cái pro trader mà đang đứng top trên Let Me Trade này nhé. Ví dụ Emerging ATM 01 thì trong 3 tuần gần nhất thì cái tỷ lệ lệch thắng là 67.53, với Tradecoin Việt Nam là 77.38. Và với một số cái pro trader khác thì các bạn hoàn toàn có thể kéo xuống và kiểm tra. Tuy nhiên đây cũng không phải là cái thông số mà các bạn hoàn toàn dựa vào, bởi vì sao? Nếu mà các bạn tự tin, các bạn thử hình dung này nhé, các bạn tự tin mà chúng ta set up cái lệnh pro trader ấy, thì các bạn đánh một lệnh thắng thì các bạn đã 100% rồi. Lệ thắng 100% thì cái con số đó, cái con số BW win này nó không phải là cái yếu tố duy nhất quyết định. Nếu mà chúng ta, các bạn để đánh được 1 hoặc 2, 3 lệnh thắng liên tiếp ấy, thì cái con số này rõ ràng nó là 100%. Tuy nhiên rõ ràng là 2 hay là 3 lệnh thắng nó không phản ánh được cái năng lực thực sự của pro trader đó, mà nó còn phải dựa vào cái lượng cái vị trí thứ 5 đây chính là cái lượng order trong 3 tuần đó. Cái lượng order trong 3 tuần này chính là cái số lệnh mà pro trader đó đã đặt trong 3 tuần. Và một cái thông số khác mình muốn giới thiệu trước khi mà mình nói về các cái tips mình sẽ sử dụng để follow pro trader, chính là average yield per order, tức là cái lợi nhuận trung bình của tất cả các lệnh. Đây chính là con số mà các bạn cần lưu tâm đầu tiên trước khi mà chọn bất kỳ một pro trader nào. Các bạn để ý thì sẽ thấy rằng là cái lợi nhuận trung bình trên tất cả các lệnh này chính bằng là cái số yield chia cho số order của các bạn, của các cái pro trader này. Đó, thì khi mà cái con số này càng cao ấy, tức là thì cái số lợi nhuận cộng gộp càng cao và lượng lượng lệnh nó chia cho lượng lệnh, đúng không? Nếu mà lượng lệnh càng cao thì chứng tỏ là cái con số yield này càng cao. Đó, thì khi đó thì cái pro trader đó mới thể hiện được cái năng lực của họ thông qua từng lệnh. Mình sẽ không đánh giá cao nếu như mà một pro trader nào chỉ đánh khoảng dưới 10 lệnh mà cái con số này cao. Thì rõ ràng 10 lệnh đánh trên một sàn giao dịch thì nó một con số, theo mình là con số nhỏ và nó chưa thể hiện được cái năng lực thực sự của pro trader đó. Và chúng ta cần phải
cần thêm thời gian để mà cái bạn đó thể hiện được cái năng lực của mình. Ở một cái thông số khác thì chính là lượng người follow, lượng followers. Thì đây chính đây là một trong những cái thông số mà thể hiện rằng cái sự quan tâm và cái sự tin tưởng của cộng đồng đến với pro trader đó. Cái hình mình crop bên cạnh đây là các cái lượng follower với nick Merchant ATM 01 là 185. Thì đây là cái hình mình crop từ khoảng từ đầu tháng 2 rồi. Đến thời điểm hiện tại thì đã có là 440 followers. Thì mình cũng qua đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn tới 440 bạn đã tin tưởng và follow các follow Merchant ATM 01. Thì ngoài ra là Merchant ATM của mình cũng có các nick từ 01, 02, 03. Thì các bạn cũng có thể là follow để mà ủng hộ team mình nhé. Kéo xuống phía dưới là một chút thì các bạn nếu mà chúng ta khi mà chúng ta check các pro trader ấy, các bạn sẽ nhìn thấy có một cái nút là follower này, thì các bạn nhấn vào đây nhé thì sẽ hiển thị ra các follower đang theo dõi cái người pro trader đó và tổng cái lợi nhuận cũng như là cái lượng vốn mà người follower đó đã bỏ vào cho pro trader này. Thì đây chính là cái con số thực mà họ đã lợi nhuận mà họ đã nhận được đó. Trước khi mà mình đưa ra các tips đánh giá thì mình sẽ show một chút về các cái thông số như thế này đó. Thì hiện tại là Merchant ATM 01 của mình đã giúp cho một số bạn đã đạt được lợi nhuận, một số bạn thì có follow nhưng mà chưa có nạp tiền nên là chưa có lợi nhuận ở đây, một số bạn thì đã nạp tiền rồi và đã kiếm được một khoản lợi nhuận tương đối rồi. Thì các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc và tham gia follow ủng hộ team mình. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tìm hiểu và follow các cái pro trader khác nhé. Ở đây thì mình sẽ show ra các cái pro trader như thế này để các bạn tham khảo thôi. Rồi tiếp theo sẽ là cái tips mà mình thường sử dụng khi mà follow các cái pro trader. Thì đầu tiên nhé, mình sẽ nói về các cái tiêu chí để mà follow pro trader. Thì ngay từ khi mà tham gia thị trường crypto hay là tham gia việc giao dịch merchant, thì với mình thì mình sẽ luôn đặt cái lợi nhuận lên trên hết. Thì mình cũng tin rằng là mình cũng đoán rằng là các bạn khi mà đang xem video này thì cũng đồng ý với mình rằng là việc chúng ta tham gia, chúng ta tự trade hay là chúng ta follow các pro trader nào thì rõ ràng chúng ta phải đặt cái vấn đề lợi nhuận rồi. Dù là cái phương pháp của bạn hay là các bạn follow pro trader nào, dù là thân cận hay là các bạn tin tưởng, tuy nhiên pro trader đó không đem lại lợi nhuận cho các bạn thì chúng ta cũng nên thẳng thắn rằng là chúng ta sẽ không sử dụng cái phương pháp hoặc là không tiếp tục follow các pro trader đó nữa. Cái đấy là điều mình thấy rằng là rất là tất nhiên và hiển nhiên rồi. Rồi cái tiêu chí thứ hai khi mà mình lựa chọn pro trader, và đây là cái tiêu chí tiên quyết để mà lựa chọn pro trader đó, chính là cái tính ổn định của cái bạn pro trader này. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Các bạn hình dung này nhé, pro trader khi mà các bạn đã tin tưởng và follow các cái lệnh của họ rồi đúng không? Thì rõ ràng là chúng ta đã thứ nhất đặt cái tin tưởng, thứ hai là chúng ta tin vào cái khả năng vào ra lệnh chốt lời cắt lỗ của pro trader đó. Và chỉ cần bạn pro trader đó có một tính ổn định và đem lại lợi nhuận ổn định thường xuyên ý, thì dù là mỗi một ngày các bạn lời $1 thôi thì sau một năm thì các bạn đã được hơn $300 rồi. Và chắc chắn rằng khi mà các bạn biết rằng là pro trader đó họ đánh ổn định như vậy rồi thì chúng ta sẽ không dừng lại ở việc là chỉ follow để mà lời $1 một ngày, mà chúng ta hoàn toàn có thể là tăng cái lượng fund, tăng cái lượng vốn mình follow pro trader đó để mà tăng cái lượng lợi nhuận chúng ta thu về mỗi một ngày, đúng không? Thế nên là đầu tiên và tiên quyết chính là cái tính ổn định của pro trader đó, nó thể hiện ở ba cái gạch đầu dòng như sau. Thứ nhất là cái lợi nhuận và loss đều đặn. Lợi nhuận và loss thì đầu tiên mình các bạn hình dung rằng là pro trader thì họ cũng là con người, đúng không? Họ cũng sẽ có những lệnh thắng, những lệnh thua. Tuy nhiên là ví dụ sau 100 lệnh, sau 1.000 lệnh thì tổng kết lại vẫn là thắng bao nhiêu phần trăm đó, 30%, 50% hay là 100% thì vẫn là thắng, dù ít là nhiều thì vẫn là thắng. Thế nên là các bạn đầu tiên mình muốn các bạn lưu ý rằng chúng ta chuẩn bị một cái tâm lý ấy, là pro trader cũng sẽ có lệnh thắng, cũng sẽ có lệnh thua, nhưng mà chúng ta tổng kết, ví dụ các bạn tổng kết là 327 lệnh của Merchant ATM 01 đi thì có tỷ lệ thắng là khoảng 7,5% cho tỷ lệ lợi nhuận 7,5% cho mỗi một lệnh, và tổng cái yield, tổng cái lợi nhuận công gộp bây giờ đã là 2.374% rồi. Đó thì các bạn có thể kiểm tra kỹ hơn bằng cách là kéo xuống dưới. Thì
Với Merchant ATM01 thì mình bạn admin đó đã thay đổi cái phương pháp giao dịch và cái tỷ lệ lợi nhuận bây giờ cũng khá là đều, thì các bạn có thể hoàn toàn tham khảo và kéo xuống dưới để mình xem nhé. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham khảo các cái trader khác này. Mình thì sẽ không có nhắc đến nhiều các pro trader khác, nhưng các bạn có thể tìm và kéo xuống dưới để mà so sánh được giữa các pro trader với nhau và chọn được pro trader mà phù hợp với cái phương pháp của mình. Cái đầu dòng thứ hai là pro trader đánh đó thì họ đánh một hoặc là một vài cặp. Tại sao lại như vậy? Mình có quan sát các cái pro trader và thậm chí là các bạn mà có năng lực đánh như các bạn thì cũng không có so nhiều một số bạn bè của mình ấy, thì họ sẽ chọn một hoặc là một vài cặp quen và kiểu như là có duyên với cái cặp đó, ví dụ như là BCH hay BTC đó. Một admin của mình thì chuyên đánh là BCH và BTC, thì bạn ấy đã quen và hiểu được cái nhịp lên xuống của hai cái cặp này và bạn ấy đánh với tỷ lệ thắng rất là lớn, rất là ok. Tuy nhiên là cũng có thể các pro trader khác họ có thể đánh, họ có thể dùng phương pháp riêng của họ mà đánh được nhiều cặp và tỷ lệ thắng cao, nhưng mà theo quan sát của mình thì cái lượng pro trader đó không có nhiều. Và khi mà bạn hình dung nhé, khi mà chúng ta quen một hoặc một vài cặp giao dịch nào đó rồi thì rõ ràng chúng ta hiểu được cái nhịp lên xuống của nó và lượng cái tính ổn định khi mà giao dịch ở các cái cặp quen thuộc đó thì rõ ràng là tốt hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta cứ vào tất cả các cái cặp trên một sàn giao dịch đó. Ở cái đầu dòng thứ ba chính là cái đòn bẩy ổn định, thì cái việc này cũng tương tự như việc chúng ta lựa chọn một hoặc một vài cặp giao dịch thôi. Rõ ràng là cái mỗi một pro trader thì mình tin rằng là họ cũng có cái phương pháp trade của riêng họ và họ đã test và kiểm tra ok về phương pháp này của họ rồi. Thế nên với một cái phương pháp, cái hệ thống giao dịch đó của họ ấy, thì mình quan sát rằng thường là họ sẽ sử dụng một cái mức đòn bẩy nhất định thôi, chứ không phải là hôm nay x10, hôm nay x25, hôm sau là x50 hay là 100 ấy. Thì rõ ràng là mình thấy với những pro trader đó thì mình thấy rằng cái tính ổn định, cái cảm xúc của bạn đó là có thể là nó không đều, và cái việc cảm xúc nó lên xuống như vậy thì rõ ràng là nó thể hiện cái mặt tâm lý của họ bị ảnh hưởng bởi thị trường rồi, và nó không thỏa mãn cái điều kiện đầu tiên chính là cái tính ổn định của pro trader đó. Thì đấy là cái tips mà mình đang sử dụng để mà tìm các cái pro trader. Thì Merchant ATM01 của mình thì hiện tại mình đang admin quản lý nick đó thì đang theo đuổi cái style đánh là high risk high return. Bạn ấy sẽ chỉ sử dụng các mức đòn bẩy là x50 và x100 thôi. Đó thì nó sẽ mang lại cái tính ổn định. Các bạn có thể quan sát lại các cái lệnh đánh ở phía bên trên này nhá. Rồi, tiếp theo sẽ là các cái tips mà mình sau một thời gian mình follow các cái pro trader và mình đã lọc ra. Thì đầu tiên chính là cái lượng order của các bạn pro trader đó trong vòng 3 tuần. Ví dụ này nhá, mình sẽ stick luôn vào một con số là lớn hơn 30. Thì tại sao lại lớn hơn 30? Thì như mình giải thích ban đầu ấy, một pro trader thì họ có thể đánh rất là tốt ở một sàn giao dịch, nhưng mà khi mà sang một sàn giao dịch khác thì có thể là họ chưa quen hoặc là họ không có duyên với cái sàn giao dịch đó, thì rõ ràng là chúng ta cần phải chúng ta cần phải thêm nhiều thời gian để mà pro trader đó họ vào ra, họ đặt nhiều lệnh để có kết quả, và chúng ta nhìn một cái kết quả đó thì mới đánh giá được rằng là pro trader đó chơi có tốt ở cái sàn giao dịch này không. Cụ thể ở đây thì mình đang lấy là Let Me Trade nhé. Với một số pro trader các bạn có thể kéo xuống ấy, là lượng lệnh các bạn đi đánh không có nhiều. Ví dụ như một bạn Trading Answer này, bạn đi đánh là có 6 lệnh thôi, tỷ lệ thắng mình thấy tương đối cao. Tuy nhiên với 6 lệnh này thì mình sẽ cân nhắc, vì rõ ràng là với 6 lệnh thì chưa có thể được nhiều rằng là bạn ý có năng lực đánh thực sự tốt ở cái sàn giao dịch hay không. Đó, thì ngay từ ban đầu các bạn nên kéo từ trên xuống dưới này. Chúng ta sẽ lọc luôn các cái pro trader mà có tỷ lệ lượng lệnh đánh lớn ở trên sàn giao dịch này rồi. Thì ít nhất với những pro trader đó, họ đã quen, họ đã thực hiện thao tác rất là thuần thục trên sàn giao dịch này rồi. Và chúng ta sẽ cùng đi đến với cái tiêu chí thứ hai, chính là cái tần suất vào lệnh đều. Cái tần suất vào lệnh đều này là như thế nào? Khi mà các bạn đã tìm được một cái pro trader mà có cái tỷ lệ lợi nhuận tốt rồi đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn tìm được pro trader có tỷ lệ lệnh tốt rồi ấy, thì rõ ràng là chúng ta chỉ cần chờ rằng pro trader đó vào lệnh
một quãng một số lượng này nhất định thì sẽ có cái lợi nhuận cho chúng ta đúng không? Nhưng chuyện gì xảy ra nếu như mà một pro trader đó họ đánh tốt giai đoạn trước đó nhưng mà xui xẻo sau khi mà các bạn bắt đầu follow họ thì họ lại không có vào lệnh nữa, thì rõ ràng là chúng ta luôn ở tâm trạng chờ mong họ vào lệnh, mà họ không có vào lệnh thì dù là cái thông số trước đó tốt nhưng mà các bạn vào lệnh các bạn vẫn không thu được lợi nhuận hoặc là không thu được lợi nhuận đều đặn đó. Thế nên là khi mà follow bất kỳ một pro trader nào ấy, các bạn hãy vào trực tiếp cái thông tin profile của bạn đó và kéo xuống dưới xem, các bạn hãy xem trực tiếp cái ngày mở lệnh, cái ngày đóng lệnh này. Chúng ta đếm qua các ngày xem là cái trung bình mỗi ngày thì pro trader đó vào bao nhiêu lệnh, thì từ đó các bạn biết được cái tần suất vào lệnh của họ và chúng ta đặt được cái kỳ vọng rằng là lợi nhuận bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu đô mỗi một ngày đó. Mình cũng lấy một cái trải nghiệm của mình thôi, khi mà mình mới bắt đầu follow, mình mới bắt đầu tìm và follow các pro trader ấy, có thể họ đánh rất là tốt cái giai đoạn là đầu tháng 2 đi, tuy nhiên từ ngày 18 tháng 2 khi mình bắt đầu follow một pro trader ấy, thì họ lại không có vào bất kỳ một lệnh nào nữa, và rõ ràng là cái tiền vốn mà mình đã bỏ ra để mà follow pro trader đó thì nó cứ bị giữ và mình luôn ở tâm trạng chờ như thế. Rõ ràng cái tâm trạng đó thì nó không phải là tâm trạng tốt cho mình, đồng thời là cái kỳ vọng về mặt lợi nhuận của mình sẽ không đạt được như cái kỳ vọng. Rồi một cái tiêu chí nữa chính là cái yield là cái mà mình có nhắc đến ngay từ ban đầu đúng không? Đây chính là lợi nhuận cộng gộp. Nhưng ở đây mình muốn nhấn mạnh rằng là cái yield này, các bạn đừng để cái số yield này nó là cái con số đầu tiên và là cái tiêu chí lớn nhất nó quyết định, tức là đừng để bị yield này nó hấp dẫn các bạn ngay từ ban đầu. Như mình đã giải thích rồi, yield đây chính là cái tỷ lệ lợi nhuận cộng gộp thôi, nhưng mà con số đó không nói lên rằng là cái pro trader đó đánh có tốt hay không, hay là cái lượng lệnh mà pro trader đó vào bao nhiêu. Nên là chúng ta sẽ cần kết hợp một số thông số khác này. Cái thông số mà mình sẽ xem ngay khi mà vào cái profile của một pro trader chính là cái con số lượng average yield per order, tức là cái lượng lợi nhuận trên trung bình mỗi lệnh. Đây chính là cái con số này nhá. Các bạn lấy cái tỷ lệ yield chia cho cái tỷ lệ orders, mà trong cái tips này của mình đã nhấn mạnh rằng là cái tỷ lệ order, cái lượng lệnh pro trader đó đã vào ấy, nó càng lớn thì để mà cái tỷ lệ lợi nhuận này nó lớn đúng không, thì cái yield này nó càng phải lớn đó. Thế nên là khi mà ba cái thông số này các bạn kết hợp với nhau thì các bạn sẽ chắc chắn được rằng là pro trader đó, thứ nhất là họ đã chơi sàn giao dịch này lâu hay chưa, thứ hai là cái lượng lệnh mà họ vào thì các bạn có thể cân đối được cái kỳ vọng về mặt lợi nhuận của các bạn, thứ ba là cái lợi nhuận trung bình trên mỗi một lệnh đó, để khi mà ví dụ sau 10 lệnh, 100 lệnh hay 1000 lệnh thì các bạn có thể ước tính được cái lợi nhuận mà mình sẽ bỏ ra, và từ đó thì chúng ta sẽ lựa chọn được cái lượng fund vào cho mỗi một lệnh khi mà follow pro trader đó là bao nhiêu. Rồi một cái thông số nữa, một tips mà cái thông số này thì mình đã nhắc ở phía trước rồi, đó chính là profit share. Thì profit share này mình nhắc lại, đây là cái lợi nhuận mà các bạn sẽ chia sẻ lại cho công sức của pro trader đó khi mà các bạn follow họ. Các bạn vào 100 đô, khi mà kết thúc một lệnh các bạn lợi nhuận 100 đô đúng không, thì ví dụ ở hình đây thì Merchant ETF 01 của mình đang share là 10% các bạn, thì Merchant ETF 01 sẽ được nhận là 10 đô tương ứng với 10%, còn 90 đô còn lại là dành cho các bạn đó. Thì với mình thì đây là một con số nó không quá quan trọng, ví dụ nó chỉ cần khoảng dưới 20%, dưới 30% đi thì đã là một con số rất là ok rồi, khi mà bạn chọn được cái pro trader họ mang tính ổn định và lợi nhuận tốt ấy. Mình lấy một cái ví dụ để các bạn so sánh nhá, là với forex thậm chí là cái tỷ lệ profit share này sẽ là 40-60, tức là thế nào, khi mà các bạn lợi nhuận 100 đô cho cái lệnh đó ấy, thì 40 đô là pro trader đó nhận được, 60 đô cho các bạn thôi đó. Nên là khi mà các bạn so sánh với forex thì rõ ràng là crypto với con số là 10-15% hay là 20% thì vẫn là một con số tốt hơn rất nhiều so với forex rồi đó. Cái con số này thì với mình nó không quan trọng ấy, là các bạn tìm được cái pro trader mà
phù hợp với style của style đầu tư của bạn. Cái thứ hai là procedure đó phải đem lại lợi nhuận ổn định. Từ đấy thì các bạn sẽ đưa ra là các cái kỳ vọng mà chúng ta lợi nhuận bao nhiêu đô hay là bao nhiêu phần trăm mỗi ngày ha. Rồi, cái video đầu tiên của mình trong chuỗi video về copy trade thì mình sẽ tổng kết lại một số cái gạch đầu dòng các bạn cần nhớ nhé. Copy trade là gì? Thứ hai là ưu điểm của copy trade. Thứ ba là các cái thông số cần chú ý, và thứ tư là các cái tips. Thì các bạn có thể xem hoặc là mở lại cái video này nhiều lần để mà chúng ta cùng nhớ lại các cái thông số đó. Thì ở thời điểm hiện tại thì các sàn giao dịch về crypto hiện nay đang hỗ trợ tính năng copy trade là Binbond và Let Me Trade. Thì các bạn hoàn toàn có thể là follow các cái nick Merchant ATM 01, 02, 03. Thì đây là các cái nick mà team mình đang quản lý, là các bạn đăng ký các cái sàn giao dịch này. Các bạn có thể scan mẹ QR code này nhá để đăng ký và ủng hộ team mình, và tìm đến các cái nick là Merchant ATM 01, 02, 03 để mà follow và ủng hộ team mình ở đây nhá. Ngoài ra thì một số sàn giao dịch khác thì mình có trao đổi với sàn giao dịch đó thì họ cũng đang có kế hoạch là thêm cái tính năng copy trade này vào. Ví dụ như là Starbucks thì họ đang có kế hoạch là khoảng giữa năm 2020 này, hoặc là bên FTX thì họ kỳ vọng rằng là khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 gì đó thì cái tính năng copy trade cũng sẽ được đưa vào sàn giao dịch. Thì rõ ràng là đây là một trong những cái xu hướng mà các sàn giao dịch họ đang quan tâm, và kể cả anh em cộng đồng trong chúng ta thì cũng đang quan tâm. Bản thân mình thì cũng đã bắt đầu thử follow và tìm được các cái tips mà để mình lựa chọn được các pro trader phù hợp với cái style đầu tư của mình. Thì mình thấy rằng đây là một trong những cách mà các bạn có thể sử dụng để mà tạo ra lợi nhuận một cách đều đặn và không tốn quá nhiều thời gian của các bạn. Thì ở video tiên này thì mình chia sẻ với các bạn về copy trade là gì và các cái tips để mà chọn được pro trader. Ở video sau thì mình sẽ nói cụ thể hơn về cách mà chúng ta lựa chọn, chúng ta quản lý portfolio như thế nào để mà tối ưu được các về mặt lợi nhuận khi mà follow các pro trader đó. Và các cái video về sau thì mình sẽ nói cụ thể hơn các cái case, các cái câu hỏi, ví dụ như là follow pro trader với copy trade thì có thực sự là kiếm được lợi nhuận không, hay các bạn có thể kiếm được bao nhiêu phần trăm, hay là follow copy trade thì có bị cháy tài khoản hay không. Thì đấy là các cái nội dung video về sau của mình, thì các bạn có thể đón xem và ủng hộ team mình nhé. Video của mình thì sẽ kết thúc tại đây. Với những bạn mà lần đầu tiên đến với Merchant ATM thì các bạn có thể follow kênh Merchant gạch dưới ATM trên Telegram. Thì tại đây thì các bạn có thể thoải mái đưa ra các cái nhận định quan điểm cũng như là chia sẻ, hoặc là các bạn có thể lấy các cái kèo free ở trên đây thì các admin của mình đăng lên nhé, hoặc là tham gia các cái campaign mà team mình đang tổ chức trên đây nữa. Các bạn cũng có thể follow kênh YouTube của team mình là Merchant ATM để chúng ta cùng học tập và nhận được các cái video cập nhật thị trường, các video hướng dẫn cũng như là các cái chia sẻ các cái kinh nghiệm của mình liên quan đến việc trading merchant trên các cái thị trường này. Xin cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.